đi làm công việc thì không có lo, chỉ trông về sớm để đi chùa, mà rồi chuyện gia đình, chuyện chồng, chuyện con cũng không lo, tới ngày cứ lo chuyện chùa, đó cũng là sai. Con khẳng định nếu như một chị Phật tử, một cô Phật tử mà chuyện gia đình không lo, không đủ tình thương với chồng với con, không tròn trách nhiệm làm mẹ, mà tối ngày ăn chỉ biết xách áo đi đến chùa thì vẫn sai. Một người Phật tử là một người chu toàn được việc ở trong nhà, việc ở chùa. Nếu có khiếm khuyết là khiếm khuyết việc ở chùa chứ không khiếm khuyết việc ở nhà. Và con cũng không bao giờ khích lệ đệ tử mình là bỏ việc nhà để lo việc chùa. Tất cả mọi việc là phải chu toàn ở trong nhà trước, ra ngoài ngõ sau. Con không bao giờ nói là một người Phật tử thông minh và khéo léo là chu toàn việc ở gia đình rồi đóng góp được cho đạo được bao nhiêu, quý bấy nhiêu, chứ đừng có bỏ việc nhà. Bỏ việc nhà mà cứ cắm đầu lo ở chùa đó thì mai mốt ông chồng ông cũng bỏ mình luôn, mấy đứa con nó cũng từ mặt mình luôn. Mình học Phật như thế là học Phật một cách sai lầm. Học Phật sai lầm. Con nói với đại chúng là Phật tử, cái chuyện tu nó khác với người xuất gia, hạnh tu khác với người xuất gia, nó không thể giống được. Quý thầy, quý sư cô ở chùa không có như cuộc sống bên ngoài là phải đi làm để kiếm tiền. Phật tử thì không thể nào bắt trước y như vậy được. Phật tử còn cuộc sống của Phật tử mà. Rồi bây giờ quý thầy quý cô người ta ở thường trực ở trong chùa, người ta có cái việc Phật sự, cái việc thiện sự của người ta ở chùa. Còn mình là mình có cái gia viên, nghĩa là công việc ở trong gia đình của mình. Rồi tại sao mình cứ bỏ công việc ở nhà? Không được, con không khích lệ điều này nha. Dù người đó họ có siêng năng, họ có tinh tấn, họ có giỏi mấy, họ có đóng góp nhiều mấy đi chăng nữa thì con vẫn không khích lệ điều này. Mà con nói một câu chắc nịch, đó là Phật tử phải giỏi việc trong nhà, chu toàn việc trong nhà, rồi sau đó mới tính chuyện ở bên ngoài. Ở nhà phải tròn trách nhiệm xong đã, rồi mới tính chuyện ở chùa, mới tính chuyện ở đạo. Đừng có thiếu sót bổn phận trách nhiệm ở trong gia đình là không được, vì đó là đang tự hủy hoại lấy mình, tự hủy hoại gia đình của mình.